Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Tuân Casino. Thì ở trong clip ngày hôm nay, bên Tấn Tuân Casino sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái bộ sản phẩm hỗ trợ cho anh em đi đánh sóc đĩa bịp cực kỳ là hiệu quả, cực kỳ là chuẩn xác cho anh em. Đấy, nó sẽ hỗ trợ cho anh em là tối đa, tuyệt đối. Chính vì thế là những anh em nào mà đang thua tha, đang muốn gỡ lại cho mình những cái gì mà đã mất thì anh em nên sở hữu cho mình đến một cái bộ sản phẩm này. Đấy, nó sẽ giúp cho anh em giải quyết tất cả các cái vấn đề mà anh em đang cần hỗ trợ luôn. Thì cái bộ sản phẩm này là một bộ sản phẩm bát hình không tang tự động mới bát hình không tang khiển mới nhất năm 2022 hiện nay. Đấy, nó sẽ giúp cho anh em là khi đi đánh sóc đĩa, đấy anh em có thể là người chơi tay em, tay con, hoặc anh em có thể là người sóc cái, anh em đều có thể sử dụng được cái bộ sản phẩm này. Đấy, thì ở đây mình sẽ cho anh em cùng xem. Đây là một cái bát hình không tang khiển mới nhất hiện nay. Nó khác những cái dòng bát hình cũ ở điểm gì là cái bát hình này khi anh em đưa vào sử dụng này, anh em có thể cho người ta kiểm tra thoải mái. Đấy, anh em thấy không, soi đèn hoàn toàn là giống như một cái bát chợ bình thường 100% luôn. Anh em soi đèn thoải mái, không phát hiện ra một chút tang tích nào của nó anh em nhé. Đó, soi đèn này rất là ok cho anh em rồi đúng không ạ? Đấy, anh em test thử nam châm này. Đây, mình sẽ test nam châm cho anh em xem, hoàn toàn là không dính không hít gì luôn. Đấy, rất là ok luôn ạ. Đấy, thì anh em có thể là soi đèn, anh em test thử nam châm. Thậm chí nhá, khi anh em đi chơi, anh em mang sản phẩm này vào. Đấy, anh em chơi, không may trong những cái tiếng bạt, khát bạt, con bạc người ta mở bát, người ta mở mạnh, nó vỡ bát ra, thì anh em cũng hoàn toàn yên tâm giúp mình là không lo sợ đến cái vấn đề là khi vỡ bát là sẽ bị phát hiện ra tang. Đấy, cái bát này sử dụng cho anh em là công nghệ giấu tang, công nghệ trốn tang mới nhất hiện nay. Chính vì thế nên là khi anh em sử dụng nhá, không may mà vỡ bát ấy, không may mà vỡ bát 3-4 mảnh bình thường thì hoàn toàn là không phát hiện ra tang của nó, trừ khi là anh em dùng búa hay dùng vật cứng anh em đập vụn nhỏ nó ra. Đấy, anh em đập vụn nhỏ nó ra thì chắc chắn là nó sẽ phát hiện ra tang rồi, tại vì không một cái dòng bát hình nào mà không có tang. Chẳng qua là cái bát hình này nó sử dụng công nghệ trốn tang mới nhất cho anh em, tang của nó làm cực kỳ là nhỏ, cực kỳ và chắc chắn. Chính vì thế nên là vỡ bát bình thường thì sẽ không phát hiện ra được tang của nó anh em nhé, nên anh em hoàn toàn yên tâm khi đưa vào sử dụng luôn. Còn về cái độ hiệu quả của nó thì anh em không phải bàn rồi, tất cả các cái dòng bát hình này độ hiệu quả của nó đều là tuyệt đối cho anh em, 100% cho anh em. Thì cái bát hình này khi anh em sử dụng ấy, nó sẽ có hai cái đi kèm cho anh em. Cái thứ nhất là một cái màn hình soi đây, đấy, một cái màn hình soi đây. Đấy, nó sẽ hỗ trợ cho anh em là kết nối vào camera ở trong bát này, soi cho anh em là biết là về chẵn hay về lẻ. Đấy, và một cái tiếp theo là một cái khiển. Đây là một cái bát khiển. Chính vì thế nên nó sẽ có một cái khiển này đi kèm. Cái khiển này sẽ có nhiệm vụ là kích hoạt mắt camera ở trong bát anh em nhé. Đấy, để sau đây mình sẽ test cho anh em xem về chất lượng của cái bộ bát này. Đấy, mình đã kết nối vào cái màn hình lớn đây để cho anh em xem rõ nét hơn. Thì mình sẽ bấm cái khiển này, anh em mới thấy không ạ? Mình bấm khiển phát là mắt camera đã được kích hoạt. Anh em nhìn thấy không? Một cái tiếng ba đen cực kỳ là rõ nét cho anh em đây luôn. Đấy, mình sẽ test cho anh em xem. Đấy, độ hiệu quả và độ chuẩn xác của cái bát này như thế nào để cho anh em thấy yên tâm hơn khi sử dụng anh em nhé. Nào. Đó, anh em thấy không? Sấp đôi cho anh em. Đấy. Anh em sử dụng cái sản phẩm này thì như là anh em đang ngồi trong bát luôn, anh em đã nhìn thấy là về chẵn hay về lẻ cực kỳ là ok. Đấy, sấp đôi của anh em. Anh em thấy chưa? Rất là ok luôn anh em nhá. Đó, tiếp tục cho anh em này. Đấy, vẫn sấp đôi cho anh em này. Anh em chỉ cần bấm khiển này một phát này. Đấy, bấm khiển này phát thì mắt camera ở trong bát này nó mới hoạt động. Đấy, chính vì thế lúc đấy lượng pin ở trong cái bát này lúc đấy nó mới bị tiêu hao đi, cho nên là rất tiết kiệm pin cho anh em. Một cái bát hình thông thường anh em sử dụng trong vòng 2 tiếng đồng hồ là nó đã hết pin rồi. Nhưng mà khi cái bát hình này anh em sử dụng nhá, đấy, anh em bấm khiển thì camera nó mới hoạt động, thì thời gian sử dụng của anh em nó là từ 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng, rất là ok cho anh em luôn. Đấy, ba đen cho anh em xem này. Đấy, sử dụng cho anh em là 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng, rất là ok, thời gian sử dụng cực kỳ là lâu, nên anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái sản phẩm này ở trong các cái cuộc chiến lâu dài, dài hơi của anh em. Đấy, thì cái màn hình soi này của nó nhá. Đấy, anh em lưu ý một cái điều giúp mình là cái màn hình soi này của nó này, nó có thể bắt cho anh em ở khoảng cách 15 mét đổ lại. Đấy, chính vì thế nên là khi anh em đi chơi, anh em chỉ việc cầm cái màn đó đứng ở trong cái phạm vi 15 mét đổ lại là anh em có thể soi được là về chẵn hay về lẻ rồi. Đấy, chứ không cần phải là anh em phải ngồi gần
bát thì anh em mới có thể soi được anh em nhé. Đấy, cứ phạm vi 15 mét đổ lại là anh em soi được rồi. Với cái cách sử dụng của nó thì ví dụ như khi anh em đi chơi đấy, anh em đi chơi tay em tay con thì dễ rồi. Anh em đi chơi tay em tay con, ví dụ cái người ta sóc xong như thế này, anh em chỉ việc bấm cái khiển này, anh em cầm màn soi này, anh em soi là biết là về sấp đôi đấy. Ví dụ như anh em nhìn thấy về sấp đôi, anh em biết về sấp đôi rồi thì anh em là như bình thường thôi, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà ví dụ như khi anh em đi sóc cái nhá, đây mình sẽ ví dụ như khi anh em đi sóc cái này anh em đi sóc cái thì anh em sóc như này, anh em sóc xong như này thì anh em không thể trực tiếp anh em cầm màn soi đây được. Anh em mà cầm màn soi lên phát là người ta sẽ biết là anh em đang dùng bát hình ngay. Đấy, thì lúc này anh em đi sóc cái, anh em cần có một người đi kèm theo cho anh em. Đấy, người đó sẽ đi cùng với anh em, báo kỹ thuật cho anh em. Người này sẽ ngồi hoặc đứng trong cái phạm vi 15 mét đổ lại, cầm cái màn soi và cầm cái khiển này. Đấy, khi anh em sóc cái xong, người ta sẽ bấm khiển, người ta soi xem về là về chẵn hay về lẻ. Đấy, ví dụ như là người ta soi về tứ tử thì người ta sẽ báo cho anh em là qua bộ phím rung này. Đấy, qua một cái bộ phím rung, hoặc là qua tai nghe, hoặc là qua bất kỳ một cái ám hiệu gì khác. Đấy, là giữa hai người đã giao hẹn trước với nhau. Đấy, báo chẵn lẻ cho anh em để cho anh em biết. Đấy là cái cách sử dụng mà khi anh em đi sóc cái anh em nhá. Còn về một cái tiếp theo của cái bát này là về mẫu mã của nó này. Mẫu mã của nó thì có rất là nhiều mẫu cho anh em lựa chọn. Ví dụ như đây là một cái mẫu sứ trắng tinh này. Đấy, mẫu sứ trắng tinh, hoặc đây là một cái mẫu nhựa hoa. Đấy, thì ngoài những cái mẫu này ra, bên mình là một bên xưởng sản xuất bát. Chính vì thế là nhận làm theo yêu cầu tất cả các mẫu bát của anh em. Đấy, tất cả mẫu bát theo yêu cầu của anh em chỉ việc gửi ảnh qua cho bên mình, hoặc anh em gửi trực tiếp cái mẫu bát mà anh em cần làm đến cho bên mình, là bên mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em, là theo như ảnh chuẩn như 100%, hoặc là làm trực tiếp vào cái mẫu bát mà anh em gửi luôn, nên anh em hoàn toàn yên tâm anh em nhé. Không lo đến cái chuyện mà mẫu bát này chỗ anh em chơi mà sợ là bên mình không làm được hay là bên mình không có, hoàn toàn là đầy đủ hết cho anh em. Thì anh em nào mà muốn đặt mua cái bộ sản phẩm bát hình không tang khiển này ấy, thì anh em có thể là vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình của anh em đây, hoặc anh em cũng có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được, sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em, giúp cho anh em tìm hiểu kỹ hơn về các cái sản phẩm và hướng dẫn cho anh em cách đặt hàng anh em nhé. Thì những anh em nào mở xa ấy, thì khi đặt hàng bên Tấn Tuân Casino sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện. Thì khi anh em nhận hàng ấy, anh em đều được phép kiểm tra hàng, sau đó thanh toán tiền. Đấy, còn những anh em nào ở gần cơ sở có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm. Bên mình thì có hai cơ sở. Cơ sở 1 là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em cứ đến nơi, anh em alo đến số hotline trên màn hình cho mình, sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về các cái sản phẩm luôn. Đấy, thì cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Anh em nào mà đang xem video ấy, cảm thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.